Một trận cầu mà cả hai bên đều cảm thấy rằng sao hôm nay hàng công của họ cùn quá. Đội chủ nhà giữa tuần còn cho Bayern Munich đi bụi, nay cũng chẳng thể nào đưa được bóng vào lưới của Onana. Phía bên kia thì đội khách Manchester United chơi với 300% sức lực để cứu ông thầy tội nghiệp đang ngồi trong cabin huấn luyện. Thế nhưng các cầu thủ thì chẳng ghi nổi bàn. Mr. Ten Hag của họ thì bực mình đến mức quát cả Van Nistelrooy. Chú trật tự hộ anh cái, sắp bay màu đến nơi rồi đây này. Trận đấu bước đến những phút bù giờ, khi mà tất cả đều đang chuẩn bị đón chờ kết quả cuối cùng, Ten Hag cùng với các cầu thủ Manchester United đã phải đứng bật dậy sau tình huống tổ chức tấn công của Aston Villa trong những phút cuối trận. Đó là một pha căng ngang nguy hiểm cắt qua khung thành của Andre Onana và bóng đến chân của Jadon Philogin. Cú đá của tiền đạo này tưởng chừng như đã trở thành bàn thắng, thế nhưng mà cái lưng của Diogo Dalot đã cứu thua cho Manchester United, cứu nguy cho chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Erik Ten Hag. Ngay bây giờ, hãy cùng bình luận viên Cú Tuấn đi vào những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này nhé. Bước đến Villa Park, Ten Hag đã buộc phải có những sự điều chỉnh cho hàng phòng ngự của mình sau khi nhận thấy sự quá tải đến với bộ đôi trung vệ. Harry Maguire lẫn Johnny Evans đã được tin tưởng để an ngữ trước khung thành của Onana trong trận đấu này. Điều ấy đã khiến cho không ít cổ động viên của đội khách lo lắng, bởi Aston Villa có những cầu thủ vô cùng tốc độ sẽ có khả năng làm khó bộ đôi trung vệ của Manchester United. Thế nhưng Harry Maguire đang chứng minh vì sao anh đang dẫn đầu biệt đội cứu thầy vào lúc này. Ollie Watkins trước khi đối đầu với Harry Maguire đã có cho mình 4 bàn và 2 kiến tạo tại đấu trường ngoại hạng Anh sau 6 lần ra sân. Nhưng khi chạm trán với trung vệ này, tiền đạo của đội chủ nhà như đánh mất chính mình vậy. Số 11 gần như bị cô lập hoàn toàn so với các vệ tinh xung quanh. Anh không có khoảng trống để có thể nhận bóng ở khu vực trung tâm vòng cấm địa, khi Harry Maguire luôn áp sát ngay sau với tác động tì đè vừa đủ để khiến Ollie Watkins buộc phải truyền một chạm trả về thay vì có cơ hội bước một vượt qua trung vệ của Manchester United. Việc Harry Maguire chủ động trong việc theo kèm tiền đạo của Aston Villa cũng như chỉ đạo các vệ tinh xung quanh như là Johnny Evans, Diogo Dalot lẫn Nusay Mazraoui đã giúp cho khung thành của Onana đứng vững trước những đợt hãm thành của đội chủ nhà. Harry Maguire luôn biết bản thân cũng như các cầu thủ phòng ngự cần phải làm gì ở thời điểm mà đối phương tổ chức tấn công. Trung vệ 31 tuổi luôn tìm ra giải pháp tốt nhất hoặc là cố gắng chỉ đạo các đồng đội hóa giải để giúp cho khung thành của Andre Onana ở trong trạng thái an toàn. Với một hàng phòng ngự khoa học và duy trì sự kín kẽ, Manchester United đã khiến cho các chân sút bên phía đội chủ nhà gần như bế tắc hoàn toàn trong đường tìm đến khung thành của Onana. Aston Villa không thể tấn công trung lộ trực diện được, bởi ở đó đã có một bức tường thành mang tên Harry Maguire, người đang chứng minh vì sao anh lại dẫn đầu biệt đội cứu thầy vào lúc này. Trong khi đó, bài tấn công biên cũng không hề hiệu quả đến từ các học trò của Unai Emery. Họ có một ngày làm việc không hề hiệu quả từ các cầu thủ chạy cánh, đồng thời Mazraoui cùng với Dalot đã có một ngày thi đấu lên đồng, hóa giải mọi nguy hiểm trong các pha đối đầu tay đôi, góp phần giúp cho Manchester United tránh được những sự nguy hiểm được tạo ra từ khu vực này. Đặc biệt là hậu vệ người Bồ Đào Nha, anh như lột xác hoàn toàn so với giai đoạn vừa qua, giai đoạn mà Dalot bị nhiều người đánh giá là thi đấu không đúng với phong độ vốn có, thường xuyên bị đối phương vượt qua và trở thành điểm yếu trong hàng thủ Manchester United. Nhưng ngày hôm nay thì ngôi sao sinh năm 1999 đã chứng minh được năng lực vốn có của mình. Với sự điềm tĩnh trong những pha đối đầu với Leon Bailey hay Matty Cash, số 20 của Manchester United đã không ít lần ngăn cản những pha đưa bóng vào nguy hiểm từ họ. Đây là một ngày làm việc vô cùng năng nổ đến từ hàng thủ của đội khách, nơi mà gần như tất cả các cầu thủ đều lột xác hoàn toàn so với phong độ bị đánh giá thấp vừa qua của họ. Tuy nhiên, có một hàng thủ tốt chưa thể giúp bạn tiến đến chiến thắng, mà cần phải có một hàng công sắc bén cũng như tạo được đột biến. Đó lại là thứ mà Erik Ten Hag đang đau đầu vào thời điểm này, mặc dù chiến lược gia người Hà Lan có cho mình đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Dù ra quân với Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và cả Bruno Fernandes sau khi kháng án thành công tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham Hotspur, nhưng Manchester United lại không thể tạo được quá nhiều sự nguy hiểm về phía khung thành của Emiliano Martinez. Thông số 4 lần sút trúng đích so với 1 của đội chủ nhà có thể khiến cho nhiều người không xem trực tiếp nghĩ rằng hàng công của Quỷ Đỏ đã gây ra không ít khó khăn cho Aston Villa. Thế nhưng trên thực tế thì mọi chuyện lại chẳng được màu hồng đến vậy. Manchester United mỗi khi tiến vào 1/3 sân đối phương đều tương đối bế tắc trong việc tìm ý tưởng tấn công.
Hàng thủ lùi sâu khoa học mà Unai Emery tạo ra luôn là bài toán nan giải với các đội bóng hàng đầu như Man City hay Arsenal, trong khi Manchester United thì lại đang loay hoay đi tìm chiến thuật ưng ý, tìm cách tiếp cận trận đấu sao cho phù hợp. Không khó để người hâm mộ thấy rằng Quỷ Đỏ gần như không thể làm nên chuyện trước một hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà. Sự vô duyên, thiếu bình tĩnh và thiếu sợi dây liên kết là một phần nguyên nhân khiến cho các chân sút bên phía đội khách không thể để lại điểm nhấn nào trong trận đấu này. Rashford hay Garnacho đều chỉ chơi theo phong cách cắm mặt rồi chạy, hoặc họ sẽ cố gắng ngoặt vào trong rồi thực hiện cú dứt điểm. Bài đánh kiểu như vậy đã quá lỗi thời tại Premier League bởi các cầu thủ phòng ngự đều có sự nghiên cứu kỹ càng các cầu thủ chạy cánh của giải đấu này. Còn đối với nhạc trưởng Bruno Fernandes, đây được coi như là một sự thất vọng lớn nhất của Manchester United tính đến thời điểm hiện tại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như lạc lõng hoàn toàn so với các đồng đội của mình. Nếu như họ luôn muốn giữ quả bóng một cách chậm rãi để bình tĩnh triển khai một tình huống tấn công, thì số 8 lại làm điều trái ngược hoàn toàn. Anh cố gắng đẩy quả bóng tiến về phía trước nhanh nhất để tận dụng tốc độ của các đồng đội. Nhưng điều này thì lại trái ngược hoàn toàn với ý đồ mà Ten Hag muốn. Manchester United có thể cầm bóng, tạo ra đột biến từ những đường chuyền, những pha chạy chỗ bên trong vòng cấm. Còn việc cố gắng chuyển đổi trạng thái đã không phải là bài đánh mang lại hiệu quả cho Quỷ Đỏ. Nhất là khi Aston Villa đã nghiên cứu kỹ càng cách chơi này của Manchester United bằng cách không cố gắng đẩy hàng thủ dâng cao, tạo khoảng trống cho các chân sút bên phía Quỷ Đỏ có cơ hội thoát xuống. Việc hàng công đang liên tục thiếu ý tưởng, thiếu sự liên kết là bài toán đau đầu cho Ten Hag vào lúc này. Dù được sự giúp sức của cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy, thế nhưng mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì là cải thiện đối với Manchester United. Rashford hay là Garnacho thì vẫn cứ tịt ngòi đều đặn từ trận này qua trận khác. Trong khi đó, tân binh Joshua Zirkzee từ sau pha nổ súng vào lưới của Fulham ở trận mở màn cũng đang cho thấy sự chững lại và đánh mất chính mình kể từ sau loạt trận quốc tế. Đặc biệt hơn cả chính là bài toán mang tên Bruno Fernandes, người nhạc trưởng của Manchester United thời điểm hiện tại, người dẫn dắt lối chơi tấn công cho nửa đỏ thành Manchester trong nhiều mùa giải đã qua. Tính đến lúc này, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới chỉ có được một đường dọn cỗ cho các đồng đội tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là sự suy giảm rất lớn về mặt phong độ của cầu thủ này kể từ khi anh chuyển đến khoác áo nửa đỏ thành Manchester. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho hàng công của Manchester United sa sút trong thời gian đã qua khi mà số 10 không hoạt động hiệu quả. Sự thiếu hụt bóng cũng sẽ khiến cho tiền đạo mũi nhọn hay là các vệ tinh xung quanh đi xuống về mặt phong độ. Đây là điều mà Ten Hag đang đau đầu tìm hướng cải thiện tính đến lúc này. Xây dựng được một hàng phòng ngự tốt, duy trì nó qua từng trận đấu đã là sự thành công lớn của chiến lược gia người Hà Lan trên con đường bảo vệ chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng, để xoay chuyển tình thế khỏi bờ vực nguy hiểm thì ông cần một hàng công sắc bén hơn, biết tạo ra những đột biến để mang lại điểm số, mang lại những chiến thắng cho đội bóng này. Điều ấy mới giúp cho huấn luyện viên 54 tuổi lấy được niềm tin nơi người hâm mộ lẫn giới chủ của câu lạc bộ. Bằng không thì chát sa thải trên đầu vẫn có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào nếu trong một ngày hàng thủ thi đấu trái phong độ. Trận hòa cho Aston Villa đã kết thúc thử thách mà Ineos dành cho chiến lược gia người Hà Lan. Mặc dù không phải nhận bất kỳ thất bại nào, nhưng nhìn nhận vào thực tế thì Manchester United của Ten Hag cũng không thể hiện được điểm rơi về mặt phong độ. Họ chật vật hòa Porto, mặc dù sớm dẫn trước hai bàn, để rồi thi đấu như thiếu sức sống cho Aston Villa và phải nhờ đến sự xuất sắc của hàng thủ để rời Villa Park với một điểm trong tay. Đây không phải là những tín hiệu đáng mừng. Cùng chờ xem liệu bà lãnh đạo sẽ còn kiên nhẫn với chiến lược gia 54 tuổi đến bao giờ nữa nhé. Cũng như liệu Erik Ten Hag có thể xoay chuyển tình thế hiện tại hay không.